Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về tiêu chuẩn đồng phục và diện mạo của một nhân viên kỹ thuật. Đối với một bộ đồng phục của một nhân viên kỹ thuật thì được thiết kế rất là tiện dụng. Như ở đằng trước thì chúng ta thấy là có hai túi nhỏ, thì chúng ta có thể đựng những cái cuốn sổ nhỏ như này để chúng ta ghi chép lại những công việc hàng ngày khi đi làm. Về hai bên tay áo thì bên tay áo trái được thiết kế hai túi nhỏ để chúng ta có thể đựng bút và bút thử điện, rất thuận lợi khi đi làm việc. Khi chúng ta làm việc ở trên cao thì rất là bất lợi cho chúng ta, mà khi mà cứ phải cầm theo một hòm đồ hoặc là khi trèo lên trèo xuống. Chính vì vậy chiếc quần của chúng ta đã được thiết kế hai túi ốp ở bên sườn để đựng được những dụng cụ rất là cần thiết khi làm việc, như là tô lô vít. Kìm và băng dính điện thì khi mà anh em leo trèo ở trên cao thì có thể là để sẵn những cái đồ dùng cần thiết để ở trong túi, để rất coi như là rất là thuận lợi, không phải trèo lên trèo xuống khi làm việc. Đối với giày thì trước khi vào ca làm việc thì chúng ta phải lau chùi giày xem đã sạch sẽ chưa, và phải kiểm tra lại xem giày của chúng ta đã thắt đủ chặt chưa để đảm bảo an toàn khi chúng ta đi làm việc. Về trang phục thì chúng ta phải giữ trang phục luôn luôn sạch sẽ, không được có dầu mỡ bụi bẩn trong khi chúng ta làm việc. Về mùa đông thì bạn có thể mặc một chiếc áo len mỏng ở bên trong. Về đầu tóc thì chúng ta không được nhuộm tóc, không được để tóc dài quá mang tai, không được để tóc luộm thuộm. Về giày thì bạn phải giữ giày luôn sạch sẽ, gọn gàng, phải đi tất. Về biển tên thì lúc nào phải đeo biển tên và phải giữ biển tên thẳng, ngay ngắn. Mỗi khách hàng khi bước vào tòa nhà do công ty TMC quản lý, họ đều thấy được sự gọn gàng và ngăn nắp. Điều đó không chỉ toát lên bởi cách bày trí không gian hợp lý, mà còn tạo nên bởi sự gọn gàng của một nhân viên TMC. Vì vậy, việc bạn xuất hiện trước một khách hàng với một diện mạo gọn gàng, sạch sẽ, thân thiện sẽ góp phần không nhỏ vào việc tạo dựng hình ảnh của công ty TMC. Vừa rồi tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn về những tiêu chuẩn của một bộ đồng phục và diện mạo của nhân viên kỹ thuật. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.